Mặc dù đã giải quyết được nhu cầu lớn về nhà ở cho người dân, nhưng hiện không ít các khu chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã và đang xuống cấp nhanh chóng, trở thành nỗi hoang mang, ám ảnh đối với hàng nghìn hộ dân chỉ sau vài năm đi vào sử dụng. Những khó khăn vướng mắc trong vấn đề hậu tái định cư tại các khu chung cư khiến người dân khó an cư, lạc nghiệp. Ẩm mốc, thấm dột, sụt lún là tình cảnh chung của một số chung cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt hiện nay. Tình trạng báo động về xuống cấp đầu tiên phải kể đến là chung cư Mạc Đĩnh Chi. Năm 2011, hàng trăm hộ dân đã chuyển đến chung cư này để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho công trình công viên ánh sáng. Nhưng do chất lượng đầu tư xây dựng kém, nên chỉ vài năm đưa vào sử dụng, nơi này đã trở thành sự bất tiện của không ít hộ dân. Những mảng tường thấm nước, bong tróc ù lên như những bức tranh kinh dị. Ngày ngày sống chung với cảnh thấm dột bằng các cách chống đỡ tạm bợ là cách người dân nơi đây phải chịu đựng. Lúc nhận nha tới bây giờ là nói cho là nó cứ sửa đi sửa lại nó cũng hư miết thôi, nó cũng dột nước thấm miết thôi. Đó, đèn trong nhà là nó không chiếu sáng, nó không hư hết. Lo về sức khỏe rất nhiều, vì trong nhà mà ẩm ướt thì ai cũng lo. Mà mình lo là cái tình trạng là sau này nó sẽ ẩm như vậy lên nó sẽ xuống cấp nữa. Cũng chẳng khác hơn là mấy. Tại chung cư Nguyễn Lương Bằng, hàng loạt mảng tường ẩm mốc, xanh rêu, các vết nước dài. Việc nước ngấm dột đã lan theo trụ cột đi xuống các phòng tầng bên dưới. Điều đáng nói là việc nước ngấm dột kéo dài này xảy ra đúng trong những ngày trời hanh khô, không bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Còn tại chung cư Dài Sen, hệ thống thoát nước sạt lở cả năm nay. Biển báo cấm thì được đặt ở đấy cả năm nay, nhưng vẫn chưa đơn vị nào xuống thi công sửa chữa. Người dân ngày ngày thấp thỏm lo sợ, chẳng biết sự an toàn của mình sẽ như thế nào. Cái lo nhất là cái mái ở trên kia là cũng đã sụt rồi, nó đã bong một ít rồi, mà bây giờ nếu mà chắc là thời gian nữa thì mình không biết được cái đó là sẽ lúc nào nó sẽ sụt xuống. Để sợ nó sụt xuống đây thì chắc chắn sẽ xảy ra, nếu mà có người đi ở dưới thì chắc chắn xảy ra sẽ là tai nạn. Còn nặng hay nhẹ thì mình cũng chưa thể biết được trước cái chuyện đó xảy ra. Mà chắc chắn mà rơi xuống mà có người hoặc con nít rồi đi qua đây thì chắc chắn thế nào cũng xảy ra chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của con người. Những hộ gia đình không có điều kiện sửa chữa thì đành để nguyên hiện trạng và chờ đơn vị quản lý. Hoặc khi những bức xúc của người dân mãi chẳng được giải quyết thỏa đáng, họ chống đối bằng cách không đóng tiền thuê nhà. Trước mắt phải giải quyết mọi cái thứ nhất là cái thấm dột, thứ hai nữa là mọi cái mà bà con mình ở đây yêu cầu. Thành ra nói chung là tất cả bà con ở đây là họ không đồng tình với cái điều khoản này, cho nên họ không, vấn đề này là họ không chịu đóng tiền. Những hộ gia đình khá giả hơn thì đành tự bỏ tiền rú ra để sửa chữa, chứ chẳng biết đợi đến khi nào. Hoặc đơn cử như tại lô đê chung cư Dài Sen, ban tự quản đành vận động bà con đóng góp để thuê người thay sửa. Để bớt được cái sự khó khăn giữa cái vấn đề ngân sách chưa có cũng như là giữa cái sự quản lý của trung tâm quản lý nhà đối với chung cư chúng tôi, thì hộ dân của chúng tôi cũng rất là thấu hiểu điều đó và cũng đã đồng lòng cùng nhau để đóng góp kinh phí và sửa chữa được cái vấn đề hệ thống nước của chung cư. Lát thêm gạch bông ở tầng thượng là cách mà những người dân ở chung cư Nguyễn Lương Bằng ngăn ngừa sự chống thấm. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để bỏ ra một số tiền để sửa chữa như thế, mà họ chọn cách giữ nguyên hiện trạng như thế này đây. Và những người dân đang sinh sống ở dưới diện tích này vẫn đang ngày ngày phải sống chung với cảnh chống lũ giữa lưng chừng trời. Nếu những hậu quả này không được khắc phục một cách nhanh chóng, thì dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Làm việc với phóng viên, ông Lê Quang Trung, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng cho chúng tôi biết, theo luật xây dựng Điều 126, Nghị định 46 quy định, các công trình đầu tư bằng các nguồn vốn khác nhau đều phải thực hiện công tác bảo trì hàng năm. Nhiệm vụ chủ đầu tư hoặc người quản lý sử dụng công trình, anh phải làm một cái kế hoạch bảo trì hàng năm. Và trên cơ sở bảo trì kế hoạch đó, có dự toán đó, phân bổ và anh thực hiện công tác bảo trì. Thì trong quy trình bảo trì người ta nói rồi, hàng năm anh phải làm.
và trong quy trình bảo trì người ta xác định công trình này sử dụng thời gian sử dụng là bao nhiêu năm thì cũng có 70 năm anh phải làm các bảo trì. Vì vậy là hiện nay qua kiểm tra và nắm bắt được các cái khu chung cư của tỉnh mình mà chủ yếu tập trung ở thành phố Đà Lạt thôi, thì thực tế là chủ đầu tư hoặc là cơ quan quản lý vận hành hiện nay cũng chưa quan tâm đến các bảo trì. Làm việc với lãnh đạo đơn vị đang chịu trách nhiệm quản lý 15 khối chung cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt cho biết, đơn vị vẫn tiếp tục bảo trì các chung cư đã hết hạn bảo hành. Nhưng thực tế việc triển khai khó khăn do quỹ bảo trì 2% phần lớn không có. Vì giá bán căn hộ chung cư khá cao, người dân không có điều kiện để mua. Bên cạnh đó, dù kinh phí Ủy ban dân tỉnh cấp cho Trung tâm Quản lý nhà là 700 triệu đồng dành cho công tác bảo trì định kỳ. Nhưng khó khăn ở đây là quy trình xét duyệt một kế hoạch sửa chữa, dù chỉ 1-2 triệu đồng hay hàng trăm triệu, thì đều phải trải qua nhiều công đoạn nhiều khê. Hàng năm thì chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch và thông báo cho dân, nếu mà các chung cư đấy mà sửa thì sẽ đăng ký làm đơn gửi ở Trung tâm Quản lý nhà.